Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Ukraine bay vào Crimea. Quan chức Nga tại Crimea nói lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa được phóng từ Ukraine bay vào bán đảo. Một tên lửa được phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ khi bay qua Feodosia. Sergei Aksionov, lãnh đạo chính quyền tại bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm ngày 8 tháng 4 thông báo. Thị trấn Feodosia, giáp Biển Đen, nằm ở khu vực phía đông Crimea. Bán đảo mà Nga sáp nhập vào lãnh thổ và kiểm soát từ năm 2014. Oleg Kryukov, cố vấn truyền thông cho ông Aksionov, nói hệ thống phòng không ở Feodosia đã được kích hoạt. Giới chức Ukraine không bình luận về diễn biến này, trong khi quan chức địa phương cho biết mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một khu dân cư song không gây ra thiệt hại hay thương vong. Nga thời gian qua nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine dùng máy bay không người lái tập kích hạ tầng trên bán đảo Crimea. Một vụ tập kích ngày 20 tháng 3 khiến một người bị thương và làm hư hại vài tòa nhà. Kryukov cho rằng vụ tập kích nhắm vào mục tiêu dân sự vì khu vực không có cơ sở quân sự. Trong khi đó, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nhận định vụ nổ phá hủy hàng loạt tên lửa hành trình Kaliber NK của Nga đang được vận chuyển tới hạm đội Biển Đen bằng đường sắt nhưng không nhận trách nhiệm về cuộc tập kích. Ngày 22 tháng 3, Nga cáo buộc Ukraine dùng thiết bị hàng hải không người lái tấn công quân cảng Sevastopol, song đợt tấn công bị hạm đội Biển Đen chặn đứng. Ngày 29 tháng 3, Nga tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái ở Simferopol, thành phố nằm tại trung phần bán đảo Crimea, và cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.